Câu chuyện trí huệ Phật giáo. Hóa thân thập đắc đại sĩ. Trong các sự tích ấn hóa nhân gian của Phổ Hiền Bồ Tát đã từng hóa thân vào thiền sư thập đắc của đời Đường, được mọi người biết đến nhiều nhất. Ngài ấy là do Phong Can thiền sư là A Di Đà Phật hóa thân nhặt về nuôi dưỡng, sau đó làm bản tâm đầu ý hợp với Hàng Sơn đại sĩ mà người đời xưng là Văn Thù Bồ Tát hóa thân. Bởi vì ba ngài đều trú tại chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Đài, người đời sau tôn xưng là Quốc Thanh Tam Ẩn. Đừng khóc nữa con lạc đường sao? Để ta đưa con về. Con không có nhà. Vậy con tên gì vậy? Con cũng không có tên. Ồ, vậy thì con đi theo ta. Hàng Sơn, đứa trẻ này ở trong thôn của con sao? Nếu đã như vậy, con có bằng lòng ở lại đây không? Con xin bằng lòng. Con là do ta nhặt được ở trên núi vậy, gọi là thập đắc vậy. Thật tốt quá, con có tên rồi. Linh Nhật, sau này con có thể chăm sóc cho thập đắc được không? Dạ. Sư Quỳnh, Quỳnh mau đi xem đi. Thập đắc đang làm loạn ở trai đường nè. Ngươi biết không vậy? Ta có một viên minh châu trông ở trong bóng tối, đáng tiếc là không có ai biết được. Cái gì ngươi có thể biết được à? Thanh văn tiểu quả, đừng có nói khoác nữa. Thập đắc to gan, lại dám vô lễ với Phật Đà. Sư Quỳnh, ngươi to gan như vậy, sau này không cần dọn dẹp trai đường nữa, tới nhà bếp rửa chén đi. Dạ. Thập đắc, để phạm lỗi gì vậy? Sao lại bị phạt tới đây? Công việc không phân cao thấp, ở đây cũng rất tốt mà. Quỳnh đem về nhà từ từ ăn đi. Cảm ơn đệ. Mấy con quả này lại tới trộm đồ ăn nữa rồi. Ngươi nhận cúng dường của người xuất gia, thủ hộ Phật tử, thanh tịnh đạo tràng, lại không quản chuyện trong chùa, để thực phẩm bị đàn quả ăn thành một đống hỗn loạn, làm sao mà làm chức sự của già lắm chứ. Sư Quỳnh, tối qua đệ mơ thấy một giấc mộng. Mơ thấy thần già Lam tới kể khổ, nói thập đắc đánh các ngài. Ta cũng mơ thấy giấc mơ này. A-di-đà Phật. Từ đó mà thấy thập đắc này nhất định không phải là người bình thường. Vẫn còn một chuyện đệ vẫn luôn không dám nói với Quỳnh. Chuyện gì? Hôm kia đệ ở dưới luật đường tuyết giới, thập đắc và Hàng Sơn đuổi một đàn bò chạy vào trong đó. Thập đắc, đệ đã quá điên cuồng rồi, lại dám phá hoại tuyết giới. Vậy chúng sanh luân hồi sanh tử, tiền đồ xa xăm, đang ở nơi này gặp gỡ thì sao? Vô sân tức là giới, thanh tịnh tức là xuất gia, hết thể pháp không sai biệt. Thập đắc, mau ra ngoài chăn bò của đệ đi. Đệ không có chăn bò, đàn bò này vốn là của cao tăng đại đức của chùa này, đều có pháp hiệu. Không tin để gọi họ cho Quỳnh xem, họ đều sẽ trả lời. Luật sư Hoàng Tịnh đời trước đứng ra đi. Điển tọa Quang Siêu đời trước đứng ra đi. Trực Tuế Tịnh Bổn đứng ra đi. Tri sự Pháp Trung. Đời trước không trì giới, mặc người giả thú, hôm nay khai tội ra rồi, oán hận người nào? Phật lực tuy rằng lớn, ngươi lại cô phụ ơn Phật. Theo như đệ nói, vậy thập đắc, hai vị sư huynh thái thú lưu khu tới bái kiến. Mau mời. Hai vị đại sư, nghe nói trong chùa này có một vị Bồ Tát sống đang ở đây, nên đặc biệt tới bái kiến, thỉnh ngày ấy tới châu huyện giảng kinh. Đi mời thập đắc tới đây. Dạ. Thập đắc và Hàng Sơn đã rời khỏi chùa rồi, đệ ấy nói để giao bức thư này cho Quỳnh. Nhiều năm về sau, tiểu sư phụ, đệ có biết thập đắc đại sư không? Đương nhiên là biết rồi. Ngài ấy là một nhân vật truyền kỳ của chùa Quốc Thanh đệ, hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Mời theo ta.
đây là xá lợi của Thập Đắc Đại Sư. Tiểu Sa Di trở về chùa, đem chuyện này mà kể cho đại chúng nghe. Đại chúng lúc này mới biết Thập Đắc Đại Sư mà họ kính trọng đã thị tịch trong động Nham Thạch, bèn đổi tên động Nham Thạch tên là Thập Đắc Nham. Động Nham Thạch này nằm ở phía đông nam của chùa Quốc Thành, đại khái là trên đỉnh núi cách chùa khoảng 2 dặm. Nam mô A Di Đà Phật.